Cái đập hồi nãy cũng được, cũng đi lần lần hay quá ha. Giờ ông này ô nhưng mà tao văng lưới quá nè. Cái khúc đó là một cái tiếng pít. Ô đây được không? Cũng được ra phải thì ngon mà nó có cá, hiểu không? Cái phải là xấu xấu cá gì cái mép tiếp hay là mình đang đi đâu vậy? Rồi hai mình sẽ bị hai ông đó thanh toán. Thì chưa ngồi nhà ma. Rồi tới khu du lịch luôn rồi. Hai lần. Được không? Hình như hết đường rồi phải không? Hello, Khánh Ngọc xin xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì cuối tuần mình đi câu với bạn ông cậu và ông anh. Đây là hồ bể Quận Khương. Phát hiện ra câu trộm. Có cá chưa? Đưa đây tôi tịch thu ông ơi. Câu trộm hả? Ô đây nó làm cây cục đá. Phao nó nằm ngang á cậu, phao nó nằm ngang có nghĩa là mồi nó đụng đáy rồi đó. Không có đụng đáy mà biết sao không? Hai con dế nó nhẹ quá, nó bị nó phao chứ. Ôi ôi cá nó ụt kìa. Hả? Cá nó ụt kìa. Cá mới ụt đó phải không? Ông kia ông về hết ta. Cái sắt ngoài này nè. Ông kia ông về, ông trở lại cái chỗ của ông câu im á. Thiệt, con biết tại sao ông về luôn. Ông bỏ đi về rồi. Đây là chú kỳ nhông ông kỳ đà. Chạy ra chạy ra. Giật bà nội nó giật. Có một tí bệnh ngôi sao ở đây của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Ghét rồi lắm nha. Để
ta đi uống nước nha. Trẻ dứt nước kìa. Ngập thao, ngập thao. Té luôn vậy, con cá té luôn. Đây, cá lên thêm một con cá rô nữa. Rô đồng nha, rô đồng. Món này là mình rất là thích. Đông rô bỏ nó vô luôn cậu ơi. Có giật là có chúng nha, mày vô mày vô. Nó chiều một mớ cá lên coi. Cậu ta đi qua bển kiếm cá dồ rồi mày. Hướng hai cây cần của Khánh kìa. Đây có một trái ăn được. Có té không ta? Đây là trái nhãn lồng. Chính xác. Ăn thử đây. Ngọt ngay luôn. Đây nè. Ăn Khánh. Con này ăn trái à? Ở nguyên chùm luôn nè cậu. Sống đầu sống nguyên chùm đẳng nhãn lồng kìa, kìa anh Phúc. Nguyên chùm đẳng á. Thì được. Nó đó. Dạ. Này là 2m97 x 3m hả? À. Có hả? Cái thẻo này quýnh cá dê, cá gô đồ là Ini Slug con cây luôn. Đổ đi, đổ đi. Đây. Này chắc nó nuốt rồi quá. Để em làm con cá dê nữa coi. Cá dê là nó nhấp nhấp hồi là nó đi luôn á, nó đi thẳng dây luôn á. Nhấp nhấp là nuốt rồi đó. Cái này là không phải cái bán kính của cái cây mà là cái bóng gì chứ. Chứ cái chích. Chứ nó đã. Trời trời trời. Con cá đây nè bữa nay. Cái gì nó quậy ù ù đây nè, cá bóng á. Hộp luôn cậu ơi. Hộp ơi. Ủa, nó quậy ù ù đây nè. Hộp luôn không sao. Ừ. Nữa đi đây muôn ký than theo ha. Đâu bé cuối rừng gì hết. Không phải canh cho dữ. Nó đang ăn đó, cứ để yên đi. Còn ăn đó. Gặt qua một bên đó làm sao? Câu này mình cẩn thận với cái vụ gặt. Mình đi ra bên đây. Cái đó đâu có chết ta được. Tại anh không cẩn thận rồi. Ngược lên đó cậu. Ngược tay phải cậu lên á. Giật giật lên tay phải á. Tay nào cũng được, không giật quá giật lại gì được. Ở đây chắc cũng có cá bự mà.
gió. Để cho nó lúc luôn á, lúc đi thẳng dây luôn á, đừng có gấp. Chưa, thẳng dây luôn á. Chưa chìm lúc phao luôn á, vô mặt nè. Quay thấy cậu lục bình không? À, thấy cái. Trời. Đứng phao là nó còn đang ăn đó, nó còn ngậm đó, nhìn thằng phao nó ngã nó hết ngậm. Trời anh trời. Đi cái buổi trời nó chỉ ra đây câu không chịu. Mình là thấy câu. Không phải người câu đây bao người mình bu lại làm chi để cho nó bu nhiều hồi như nó nhé. Ông chết xì ke rồi ai đâu dám câu với ông mà. Ông kia bỏ đi luôn hả? Ừ, chỗ này có cá ông móc ra sẵn lại mình câu. Ông vô. Quýnh đi, quýnh đi. Trời ơi. Trời ơi, ông giật cá kỳ vậy. Ông vô nghe thằng Khánh nó nói anh Sang cái này lên đô mới chích chích nữa ông sợ ông bỏ đi. Cách bầu mày chơi mày hù tao quá mày. Câu cái này còn hơn mấy thằng bữa hổm nữa hả? Ừ. Rồi lại ngu luôn. Ta bỏ cái lỗ nhỏ phía bên kia. Ừ, cái lỗ kế bên có cái lỗ nhỏ đó. Nhi nắng lên đi chỗ trống rồi nó không vô, nó dựa vô trong cái lục bình. Đây cá rô nhiều. Trời, mấy cái giọng ong đó mình chừa lại là y ni luôn á. Kéo cái cục ấy xuống. Kéo chặn á. Vậy được rồi, vậy sâu quá rồi câu đó, cá trắng nó. Vợ ơi, 8 cái vợ ơi. Anh coi vợ. 8 cái nghe vợ. Ê, cớt. Không có ấy đâu, không ấy. Đứt cái lưỡi. Rồi dính cá nghe mấy bạn. Đây anh ấy đã nhát trúng một con mồi nha. Chắc kêu nhìn con cá nó bự. Ừ, thiệt là muốn không cầu dính đâu hả, nhưng mà lỡ dính rồi nghe. Oh yeah, come on. Dính này vợ ơi. Về thưởng 4 cái vợ ơi. Bây giờ dính cá rồi bà con ơi, mà mấy ông này làm gãy cần rồi. Cầm lên giùm cái đi. Không lại. Chiến rồi phẩm bữa nay một con nữa thôi. Nó hút chổng luôn rồi. Cái này vừa ha. Trở ra đi cậu. Cá lên. Đu điểm này đi, để họ quay ra tao tiếp nước cho. Còn sao mà đậu mày bất lử luôn quá hoài. Cắt bỏ đi. Đâu? Đó mới khác vô. Cắt cái chân đọt. Để ngay ấy thôi, để nó chết. Đồ chỗ này có cá chê ha. Đây cái gì làm à. Đâu được. Mở lử ra đi, để kéo ra nó chết à. Không có rút cái ống này ra mà thang vào đừng vậy nha. Để anh giật anh quật vô nhãn nè. Chứ để phải xả giật nhẹ thôi nhưng mà quơ lên nhé, cho chúng. Vài con nữa là được. Đừng bà con ơi. Lử không ấy ơi. Bỏ đi lử ấy đó. Cắt ngang đi cậu. Nghề nghiệp gán đeo mấy anh chọt vô luôn. Bỏ vô em mới lớn đó. Phen chừng hai con nữa.
Khánh không phải cá nha, Khánh nói trước là Khánh không phải cá. Bẻ ngạnh luôn khỏi bẻ không? Khỏi bẻ ngạnh đâu, ai cũng biết. Ô, bắt vậy là nấu chua được rồi đó ha. Hai con nữa, không phải trai giá, hai con nữa nhậu mới đủ. Điều còn lâu mà. Nó nói giữ điểm đi. Nãy tao thảy xuống là nó ăn, thảy xuống là nó ăn. Là cần câu đó là tính con cá đó về ai đây? Ai là người dính con cá đó vậy hả? Chia đều cho hai bạn, một bạn thảy, một bạn giật. Cái điểm này là điểm ít nha, mình không thể nói tên cái điểm này. Rồi cái điểm này là cái chủng ít. Ừ. Mà đi mua nước thì uống này mày ơi. Ngồi làm biến quá à. Đi ăn. Rồi liền gu luôn. Ta bỏ cái lỗ nhỏ phía bên kia. Ừ, cái lỗ kế bên có cái lỗ nhỏ đó. Không, đây nè, hôm nay em thả xuống ăn hoài luôn. Đi nắng lên đi, chỗ trống rồi nó không vô, nó dựa vô trong cái bình. Đây cá rô nhiều. Trời, mấy cái giọng ông đó mình chừa lại là y ni luôn á. Kéo cái cục ấy xuống. Kéo chặn á. Vậy được rồi, vậy sâu quá rồi. Câu đó, cá trắng đó. Ô. Ai nếu mà có cái đầu móc móc cái ao lục bình này lên dám có lắm mà. Là một lồi cháy rất lạ nè Khánh ơi. Cây gáo. Mày có được cái chỗ đó mày câu là tại tao đó. Hello, Khánh Ngọc Sinh Hồ xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì cuối tuần mình đi câu với bạn ông cậu và ông anh. Đây là hồ bể Quận Khương. Phát hiện ra câu trộm. Có cá chưa? Đưa đây tôi tịch thu ông ơi. Câu trộm hả? Ô, đây nó làm cây cục đá. Phao nó nằm ngang á cậu. Phao nó nằm ngang có nghĩa là mồi nó đụng đáy rồi đó. Không có đụng đáy mà biết sao không. Hai con dế nó nhẹ quá, nó bị nó phao chứ. Ôi ôi cá nó ụt kìa. Hả? Cá nó ụt kìa. Cá mới ụt đó phải không? Ông về hết ta. Cái sắt ngoài này nè. Ông kia ông về, ông trở lại cái chỗ của ông câu em á. Thiệt, con biết tại sao ông về luôn. Ông bỏ đi về rồi. Được,
Ở rừng cá bự nó cắn cái đó, cái cần câu giăng xuống Khánh. Đi sao hay trời. Ơi. Anh Nam ơi. Anh làm gì vậy? Sao biết được? Có cọc có gì mới biết được. Kiếm chỗ đi chứ hả? Không, cái này có thể có cá nhiều đó chứ. Cái ông đó không có chết chết gì nghe ông ấy ơi. Sáng giờ chích cái rồi đó. Vô chích vé nữa rồi. Biết là lên đường.